Xin chào các bạn. Hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn về một hệ thống truyền thông rất hay được sử dụng ở trong các dây chuyền của nhà máy sử dụng PLC Mitsubishi. Đó là hệ thống CC-Link, CC-Link Mitsubishi. Bài học hôm nay của mình gồm có 5 phần. Phần thứ nhất là tổng quan về CC-Link. Phần thứ hai giới thiệu về module CC-Link QG61BT11, là cùng với đó là module IO AG65SBT V1 32DT. Thứ ba là giới thiệu về cấu hình phần cứng, tư là cấu hình phần mềm, và năm là mình sẽ làm một cái ví dụ trong cái mô hình thực tế của mình. Rồi, đi vào từng phần một. Phần thứ nhất đó là tổng quan về CC-Link. Tổng quan về CC-Link, như các bạn nhìn thấy hình vẽ có thấy đây là hệ thống truyền thông nội bộ của Mitsubishi. Nó có thể truyền thông được với BOC với BOC, CPU với CPU không qua module CC-Link. Nó là chạm station và chạm chạm master và chạm local. Ngoài ra thì có thể kết nối được với các thiết bị module thông minh giống như là module analog đấy, để chuyển từ tín hiệu từ thực địa lên về tủ trung tâm khoảng cách rất là xa. Thêm vào đó là module có các thiết bị điều khiển thì khác giống như là biến tần, cũng có thể kết nối với biến tần để chúng ta có thể điều khiển giám sát biến tần, điều khiển động cơ. Và cái hay sử dụng nhất đó là IO. Trong cái lợi thế của CC-Link là nó truyền tín hiệu đi xa, thay vì là ví dụ trường hợp chúng ta phải thu thập nhiều cái tín hiệu cảm biến hay là điều khiển những cái động cơ từ cuối dây chuyền chẳng hạn, cách đó khoảng 300 mét, thì thay vì là chúng ta phải kéo nhiều sợi dây thì chúng ta chỉ cần kéo một sợi dây gồm 3-4 lõi để đưa đến vị trí thực địa đó và kết nối là đã có thể thực hiện được cái bài toán của chúng ta. Việc kết nối này sẽ được thực hiện bằng cáp CC-Link. Cáp nó gồm 4 lõi và một 4 lõi bọc chống nhiễu đấy, nối liên tiếp nhau từng thiết bị một, từng trạm một đó. Chạm đầu thì có một điện trở và chạm cuối cũng có một điện trở. Đây là tổng quan về CC-Link. Và tổng cho mỗi module, mỗi dạng thì có số lượng cụ thể như này, ví dụ 26 module với lại local hoặc là intelligent tổng ấy. Và với device station thì tổng là 42, với IO station là tổng là 64 trạm cho phép. Và tổng cộng cho tất cả những cái trạm trong hệ thống CC-Link này tối đa cũng chỉ được 64 chạm đó. Rồi tiếp theo mình đi vào phần module QG61BT11. Là trên hình ảnh các bạn nhìn thấy là cái mặt trên đấy, mặt trên của cái module thì sẽ phân ra được làm các vùng như vùng hiển thị, vùng cài đặt và vùng đấu nối. Với vùng hiển thị thì nó sẽ có 48 cụm đèn để hiển thị cái trạng thái của hệ thống đấy. Trạng thái của hệ thống bao gồm có đèn run là đèn khi mà mình cấp nguồn đấy. Bật VOC này nó đã sáng rồi. Thứ hai là đèn run là đèn báo đường link, đường kết nối đã ok đấy. Tất cả những đèn này hiển thị màu xanh thì là ok. Còn đèn MST là đèn module chạy ở chế độ master, hay là MST là module chạy ở standby, hay đèn send đèn gửi, hay là những chế độ màu xanh. Còn khi mà đèn Eros với đèn Eros này nó sẽ nhấp nháy màu đỏ ấy. Đấy, hai cái đèn này, đèn Eros lỗi tổng hợp, Eros là lỗi đường link kết nối. Vùng thứ hai là vùng cài đặt chạm. Cài đặt chạm thì chúng ta sẽ có hai cái núm xoay tương đương với X10 và X1 để chạy cài chạm tối đa là 64 chạm. Với vùng thứ ba là chạm cài tốc độ truyền thông cho hệ thống. Đó, nó sẽ chạy từ 0 đến F, tương đương với nó là sẽ là từng tốc độ một. Thì tí nữa trong cái trang tiếp theo mình sẽ giới thiệu cái phần này. Phần thứ tư là phần đấu nối để kết nối giữa các trạm với nhau bằng các truyền thông, các CC-Link. Phần thứ năm là hiển thị cái serial number của cái module này thôi. Và tiếp theo mình sẽ đi vào module trạm CC-Link IO AG65SBT V1 32DT. Đấy, như hình vẽ trên thì nó cũng phân cụm ra là vùng hiển thị, vùng
vùng đấu lối. Vùng đấu lối và vùng cài đặt trạm, cài đặt tốc độ. Đây vùng hiển thị thì cũng có các đèn báo trạng thái này, run với lại arrow này. Vùng đáo thai bạn hiển thị các đầu vào đa số này. Cái module này thì nó có 16 đầu vào và 16 đầu ra. Đấy. Và vùng kết nối thì cũng có kết nối truyền thông và cấp nguồn 24V. Ở trên này nó có cái chân, các bạn chỉ cần đấu đúng thế thôi. Một cái vùng cài đặt này nhé, vùng cài đặt trạm chẳng hạn thì nó sẽ có những cái quy luật của nó. Thì tí mình sẽ nói vùng cài đặt tốc độ cũng vậy, nó sẽ quy luật baud rate cài đặt tốc độ. Và tiếp theo mình sẽ đi sang cái phần 3 là phần cấu hình phần cứng. Về cấu hình phần cứng thực ra đó là kết nối cho các thiết bị với nhau theo phương pháp. Đây là một sơ đồ mô hình của nó. Trạm master này, trạm IO này, IO này. Tiếp theo thì có thể là trạm intelligent hay trạm device gì đó. Đấy, tùy đó các bạn. Ở đây mình có cơ bản như này thôi. Đây là sơ đồ đấu lối này. Thì cái dây sợi dây kia nó sẽ có bốn lõi này. Đấy. Đây là bọc chống nhiễu này. Đấy. Xanh. DA, DB, G nối lần lượt với nhau, nối liên tiếp nhau. Trạm 1, trạm master nối với trạm 1 lại tiếp tục này. Trạm 2 nối lên liên tiếp nhau vậy. Theo ba chân DA, DB và DG. Đặc biệt là cái điện trở 110 phải được đối với DA và DB và trạm đầu và trạm cuối cũng có điện trở 110 đối với DA và DB. Đó. Và phía dưới này là sơ đồ đấu lối của các bạn. Đấy, đây là sơ đồ bản vẽ này, đây là sơ đồ đấu lối thực tế này. Đấy, các bạn sẽ đấu như này. Dây xanh thì đấu vào DA và dây trắng thì đấu vào DB, dây vàng thì đấu vào DG. Và cái dây còn lại là dây bọc chống nhiễu thì đấu vào SND. Đấy, cứ lần lượt như thế, chặn nào bạn sẽ cứ liên tiếp nhau. Điện trở đây 110 đây cũng được lối vào DA và DB đây. Đó. Rồi. Rồi. Sang cái phần cấu hình đây. Cấu hình vâng, tiếp theo này là cũng là đấu lối cái trạm IO. Đấy, trạm IO này thì của mình đang sử dụng là 32DT. Đấy. Thì nó sẽ được đấu lối như trên hình vẽ các bạn. Đầu tiên là cái vùng đấu lối này, vùng cấp nguồn này, vùng này là vùng DADB là vùng truyền thông này, vùng input này, vùng output này và cuối cùng là vùng chân com, com cộng com trừ thì đấu các bạn kỳ cần đấu như vậy thôi. Ok. Đấy, tiếp theo là cái phần cài đặt trạm và cài đặt tốc độ cho module master. Với module master hay là thì cái trạm số trạm bắt buộc là phải chạy 0 0, thì x10 bằng 0 mình đặt ở 0 với x1 bằng 0 bằng cách mình xoay cái lúm ở trên này, lúm vàng này. Đấy. Còn với trạm local thì ta có thể chạy từ 0 đến 64. Ví dụ mình cài 12 chẳng hạn thì x10 bạn sẽ đặt là chuyển sang số 1. X1 bạn chuyển sang số 2 thì đã x12 là trạm 12. Còn với tốc độ truyền thông thì lần lượt các số khi mà bạn đặt nó vào từng vị trí một thì tương đương với tốc độ của nó sẽ ở bên trái này. Đây là số khi bạn đặt cái chỉ vào đó. Ở đây với số F thì chúng ta không sử dụng vì không có tối đa đến 10 megapixel thôi. Ví dụ bạn cài là 10 megapixel thì bạn đưa đến vị trí số 4. Quay cái này đến vị trí số 4 là được. Ok. Rồi. Đây là cài trạm IO, trạm và tốc độ ở cái trạm IO. Đây, đây là mặt thực tế của nó thì nó sẽ có phần station node và phần baud rate. Baud rate là phần cài đặt tốc độ truyền, nó có số 1, 2 và 4 thì tương đương với các phím on ở trên này. Đấy các bạn nhìn, tương đương với các phím on ở trên này thì nó sẽ có 5 giải tốc độ như này. Đấy, ví dụ bạn tải on số 4 lên. Bit này mình bật đây, ví dụ nó đang cài là số 1, số 2 là đang ngon đúng không? Đang được on lên. Đấy thì số 1, số 2. Đây, thì tương đương với 5 megapixel. Đó. Đó. Rồi. Phần cài đặt trạm thì ở đây cũng có 1 2 4 8 10 20 40 thì tương đương với nó sẽ là cái tốc độ cái số trạm được cài đặt. Ví dụ bạn cài đặt trạm số 32 thì bạn chỉ cần on số
6x 20 và 6x 10 cộng với 6x số 2. 20 cộng 10 cộng 2 là bằng 32. Vâng, vậy thôi ạ. Ok. Tiếp theo là sang đến phần cấu hình phần cứng của mình, phần thực tế của mình đây. Như cái bài các bạn nhìn đây thì trên cái trạm CCNing Master này là module QG61 này thì mình sử dụng là Master là trạm số 00 và tốc độ truyền là 2.5, mình xét là vị trí số 2. Và như vậy thì ở trạm Remote IO thì trạm số 1 bạn số 1 on lên và baud rate mình số 1 on lên và tốc độ truyền vẫn đặt là 2. Ở phần baud rate mình đặt là 2. Còn phần station node mình số 1 là được. Tương tự trạm số 2 thì station node mình số IO on lên và tốc độ truyền vẫn đặt ở set số 2 2.5. Cái chú ý của mình là tốc độ truyền của module master với tất cả các module khác đều phải đặt chung một giải tốc độ thì nó mới truyền thông được. Đấy, dụng trong các truyền thông nào cũng vậy thôi. Đấy, các bạn chú ý nhé. Ở đây mình đặt tất cả là 2.5 megapixel. Rồi, giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần cấu hình phần mềm, và đi vào cấu hình phần mềm thì mình sẽ đi vào thực tế cái phần mềm GXWork này. Mình đã sẽ tạo một cái project và sẽ cấu hình cho các bạn nhìn. Đầu tiên tạo một project mới. Rồi, CPU mình đang dùng là Q04 UDV, trên thực tế là Q04 UDV đồng quy, và mình chọn Master. Ok. Rồi, việc đầu tiên trong việc cấu hình thì bao giờ chúng ta cũng phải vào parameter. Đây, parameter. Đây, vào POC parameter, chọn IO adjustment. Mình, như cái bài trước mình cũng hướng dẫn vào cấu hình rồi thì mình vẫn phải cài cái này cho nó. Đầu tiên là empty, như trên thực tế các bạn có thể thấy này, đây là trạm empty không coi. Trạm thứ hai là trạm intelligent, là trạm cài cái module seasoning nó thuộc intelligent 32 void. Trạm IO input 32 void. Rồi trạm output 32 void. Rồi, mình check. Ok. Mình đặt trạm intelligent đầu tiên để chữ đầu vào của nó là 00. Tiếp theo sẽ là 20 vì 32 point. Tiếp theo 32 point nữa sẽ là 40. Rồi, check. Không có lỗi. Rồi, tiếp theo phần program, chọn main, insert để chèn cái chương trình vào để nó quét. Ok. End. Sau khi parameter POC xong thì mình sẽ chuyển sang network parameter. Đây, chúng ta sẽ cài về các trạm seasoning. Chọn seasoning. Sẽ hiển thị ra các bảng để chúng ta có thể cài, nhưng trước khi có thể cài thì chúng ta phải cài được số module có thể sử dụng, đang sử dụng. Ở đây mình sử dụng có một module master thôi thì mình sẽ chọn một, và cái này là start io. Thì vừa rồi mình cài là 00 đúng không, cái start io này này, đây nè, đó, đây 00 thì vào đây mình cũng sẽ phải là cài 00 để định vị trí cho nó thôi mà. Rồi chọn này là master station. Ở trong này nó sẽ có local standby này, đó. Chọn cái mode thì để là remote never never mode thôi, đó. Ở phần total number module thì ở đây thực tế của mình chỉ có hai trạm remote thôi, IO thôi, thì bạn để là hai trạm. Địa chỉ bắt đầu của đầu vào input thì mình đặt là X1000. Rồi, địa chỉ đầu ra bắt đầu input là Y1000. Cái này được hiểu như này nhé, có nghĩa là với cái trạm đầu tiên khi bắt đầu truyền thông thành công thì cái địa chỉ nó cho phép hoạt động từ X1000 với đầu vào, nếu nó là được module input, nếu là module output là đầu ra thì nó sẽ bắt đầu là Y1000. Đấy, mình ví dụ ở đây là của mình bắt đầu là Y1000, Y1001 đến Y1010F, sau đó là nó là đầu ra đúng không? Đấy, của mình là bạn 16 đầu ra, vào đầu 60 sang ra mà. Thì là Y1010, tiếp theo là Y01F đó. Rồi. Những cái này mình giữ nguyên. Và cái phần station này các bạn để mình sẽ hướng dẫn qua tú là remote này. Đây là cái trạm. Cái trạm dạng của trạm, đây có ba dạng, dạng private hay là dạng intelligent.
Thì nếu bạn sử dụng biến tần, điều khiển biến tần qua CCNA thì bạn dùng DVS. Còn bạn sử dụng module thông minh ở đó, giống như là vừa mình có thể nói là cái analog, đầu vào ra analog đấy, thì truyền thông với lại Interconnect DVS. Còn ở đây mình sử dụng IO, thứ hai chạm IO đây này. Rồi, cái này mình giữ nguyên. Kết thúc. Kết thúc. Rồi, bây giờ mình nạp chương trình vào. Sau đó mình sẽ nạp chương trình vào, mình bấm vào Write. Chọn Program và Parameter. Sau đó mình Execute. Rồi, thành công. Bạn thấy ở trên này đèn nó vẫn đang nháy đỏ đúng không? Đấy. Và để reset cái lỗi ấy, thì bắt buộc phải tắt tiếng nguồn này. Bật lên. Rồi, đèn đã màu xanh này. Tất cả đây đã màu xanh hết rồi này. Thì chứng tỏ truyền thông của mình đã thành công. Và sau đây mình sẽ viết một cái chương trình cơ bản để hiển thị cái đèn này bằng cái nút bấm này. Đèn này mình sẽ đã đang lấu lỗ lối vào cái vị trí của cái đầu ra này là Y1010. Còn nút bấm này là X100. Mình bắt đầu viết X 100 rồi à, X 1000 là Y1010 rồi bấm nhập 4 rồi monitor lên nhá, sẽ nhập 3. Các bạn thấy nhá, mình bấm này đó đó sáng đó. À, kết nối của mình đã thành công. Đấy. Nhưng mà bây giờ chúng ta chỉ đấu nối với những cái gì mà chúng ta yêu cầu theo bài toán của chúng ta. Vâng, bài học của mình hôm nay đến đây là kết thúc. Đấy. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Đấy. Nếu có cái câu hỏi gì, các bạn cứ để lên comment bên dưới. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.